Bạch sư cho con hỏi, mới bắt đầu tìm hiểu Phật giáo Nam truyền thì có những quyển sách nào nên đọc? Mong sư gợi ý giúp con. Nó tùy tùy quý vị à. Như sư thì khi mà sư còn bé đó, thì sư thích đọc cái chú giải pháp cú. Thì quý vị tìm cái chú giải pháp cú của ngài Pháp Minh á, cái bản dịch của ngài Pháp Minh. Tại vì bản dịch ngài Pháp Minh á, là bản dịch nó chính xác, còn một số bản dịch khác dịch nó bị sai. Cho nên là ngài, quý vị tìm bản dịch chú giải pháp cú của ngài Pháp Minh á, thì quý vị đọc. Khi mà đọc á, thì nó rất là nhẹ nhàng. Bởi vì sao? Bởi vì nó giống như chúng ta đang đọc truyện. Hồi xưa sư đọc chú giải pháp cú thì sư đọc giống như là mình đang đọc truyện vậy đó. Cho nên là đọc rất là say sưa và rất là hay. Thì quý vị nên tìm đọc cái chú giải pháp cú trước ha. Sau khi đọc chú giải pháp cú thì nên đọc cái quyển là Milinda Panha, tức là Mi Tiên Vấn Đáp. Thì khi mà quý vị đọc rồi thì nó sẽ có kha khá những kiến thức. Tại vì quyển Mi Tiên Vấn Đáp thì đọc nó cũng có cái hứng thú. Còn mà đi vào trong kinh tạng á, thì nên tham gia các lớp kinh tạng. Tại vì nếu như quý vị mở kinh ra đó mà quý vị đọc thì một á, là mình khó có động lực để mà đọc liên tục lắm. Đọc hồi là buồn ngủ chết. Cái thứ hai á, là đọc phải kèm chú giải thì nó mới hiểu. Mà hiện tại bây giờ thì sư đã dịch xong chú giải 40 bài kinh đầu của Trung Bộ rồi. Cho nên nếu như quý vị muốn tự đọc thì có thể đọc Trung Bộ chánh kinh kèm chú giải, thì sư đã có đăng công khai lên trên trang suthamma.net ha, lên trên đó để đọc.